Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách luộc măng không bị đắng nhé. Và chúng ta sẽ dùng cái măng luộc này để chúng ta có thể nấu canh, xào rất là ngon. Bây giờ trước tiên là mình sẽ sơ chế măng trước. Và nguyên liệu để cần dùng để làm cái món măng tươi này luộc không bị đắng này, để sơ chế để không bị đắng, và khi mà hết đắng thì những cái chất độc tố trong cái măng ấy nó sẽ không còn nữa. Và các bạn, với cái cách gia đình mình làm là mình chuẩn bị một thìa cà phê muối đầy, một quả ớt để mình luộc măng, và mình luộc từ 2 đến 3 nước thì măng nó sẽ hết đắng nhé. Nước đầu tiên thì mình sẽ dùng muối và ớt, và nước sau thì mình chỉ cần nước lọc thông thường cũng được nhé. Và trước tiên là mình sẽ bóc hết cái vỏ măng này đi để mình sơ chế sạch, rồi sau đó mình sẽ thái mỏng và mình cho vào một cái chậu nhé, một cái nồi để mình mang đi luộc á. Trước tiên là các bạn cứ bóc hết cái vỏ măng đi cho mình nhé, đến cái phần trắng là được, phần mềm là được. Cứ bóc hết nhé, cái phần vỏ cứng, vỏ đen đi. Sau đó mình sẽ cắt đi bớt cái chân vỏ măng, rồi mình mang đi thái mỏng. Cái còn lại các bạn cũng bóc tương tự nhé. Sau mình cắt hết cái phần chân này đi. Măng thì rất to nhưng cái bóc nó không còn mấy. Sau khi xong này rồi nhá, các bạn cắt hết cái phần cuống đen đi, mình cuống nó dính đất đấy. Sau mình sẽ mang đi rửa măng và mình sẽ đi thái nhá. Cắt hết đi nhá, và lạo hết những cái phần đen đi. Cắt sâu à? Và đây, đến khi mà măng nó mềm lên là được nhé, cái phần nó mềm lên rồi nhé. Cái phần đen này này, các bạn cũng có thể cạo bát đi nè, phần tím tím này, có nông ấy. Đây các bạn, cái phần tím này các bạn vát bớt đi nhé, để cho măng của chúng ta nó không còn cái phần đen, phần tím đi nữa nhé, nó ngon hơn nhé. Và hết cái phần có nông như thế. Rồi, bây giờ mình sẽ mang đi rửa sạch và mình thái. Bây giờ mình đang đi rửa măng rồi, trong khi chờ đợi rửa măng sạch ấy, thì mình sẽ cho luôn cái phần muối và phần ớt này vào. Ớt thì các bạn có thể bẻ đôi quả ớt hoặc cứ để nguyên cả quả ớt như thế này để mình luộc cùng măng nhá. Tốt nhất là tí nữa mình sẽ thái quả ớt làm thành mấy miếng ấy, để sau đó mình sẽ luộc cùng măng, và muối cho vào luôn như vậy. Để mình sẽ thái xong măng mình sẽ cho vào luôn, để cho muối nó sẽ làm cho măng của chúng ta nó bớt cái nhựa đi ấy. Măng này khi mà mua về măng tươi các bạn phải làm luôn nhé, thì măng của chúng ta nó mới bớt được cái độ đắng ấy, và ăn măng nó sẽ rất là ngon ấy. Tùy theo nhà các bạn ăn dày hay mỏng, nhưng mà theo mình cứ thái thật mỏng đi thì măng của chúng ta nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Làm này măng rất là sạch và không bị đắng và không có những cái độc tố ấy. Hai củ măng này mình khi làm sạch xong này thì nó sẽ được khoảng 600-700 g, thì mình sẽ xào được một bữa cho 6 người ăn đấy. Và ăn măng thì chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều một lúc ấy, và cũng thỉnh thoảng ăn thôi chứ không nên ăn liên tục. Bây giờ nhà mình hay xào măng với tỏi ấy. Đây, mình là người đồng bằng nhưng mà mình hôm nọ đi chơi ở trên Tây Bắc ấy, mua được ít măng ấy, thì mình về mình làm ấy và ăn rất là ngon, thì mình chia sẻ với các bạn ấy. Các bạn có thể ra chợ các bạn mua măng tươi cũng được nhé. Măng này ngâm giấm này hay là làm măng chua cũng đều rất ngon nhé. Chỉ cần là măng chúng nó tươi ấy, thì khi mà làm thì rất là ngon. Các bạn đừng để lâu ngày quá ấy, thì măng của chúng ta nó không còn ngon nữa. Măng mua về cái các bạn phải làm ngay.
hàng như vậy đến hết rồi này. Nhà mình xào một bát măng này và đĩa măng này 12 củ như này mà 6 người ăn thoải mái, vừa đủ chứ cũng không nhiều. Vì măng này xào lên ăn rất là ngon ạ. Thái còn ớt ớt làm đôi làm ba ấy, để mình đi luộc cùng nhé, để cho nó giảm cái độ đắng ở trong măng. Giờ các bạn đi luộc. Các bạn bật bếp lên, các bạn đun sủi măng lên, và khi măng sủi rồi thì mình luộc khoảng 5 phút. Sau đó mình sẽ đổ cái nước này đi và mình rửa lại măng, và mình lại luộc với nước lọc thông thường một lần nữa là măng sẽ ăn được nhé. Đấy là nhà mình luộc thường luộc từ 2 lần. Còn nếu mà các bạn thấy măng của các bạn vẫn còn đắng thì các bạn luộc lần thứ 3, lần thứ 4 cũng được nhé. Các bạn này, khi nó sủi lên này nhá, các bạn cho nhỏ lửa bớt, các bạn đun khoảng 5 phút này, sau đó các bạn mang đi rửa lại thật sạch cho nó hết cái nước đắng này đi. Sau các bạn luộc lần hai thì các bạn chỉ cần cho thêm vài giọt hạt muối thôi, hoặc không cho cũng được, nhưng mà tốt nhất là cho thêm. Và sau cũng không cần cho ớt nữa, cái ớt này mình vẫn cứ để lại. Và sau đó các bạn luộc lần hai, thường thường mình sẽ luộc hai lần là măng của mình nó hết đắng nhé. Lần đầu nó hết đắng khoảng 60-70% rồi, lần thứ hai là hết đắng hoàn toàn. Còn nếu mà các bạn để măng lâu quá ấy, mà các bạn vẫn thấy nó đắng thì các bạn có thể luộc thêm 1-2 lần nữa. Bây giờ mà thử đúng lúc rồi nhé. Bây giờ mình sẽ đổ ra cái rổ và mình xả nước cho nó thật sạch. Sau đó mình lấy nước mới rồi mình luộc thêm lần hai nhé. Lần này mình đã thử rồi, mình thấy măng nó giảm đắng lên rất là nhiều rồi. Tiếp đến các bạn chuẩn bị một cái nồi nước mới nhé. Mình lại cho thêm một thìa cà phê muối vào. Xong tí nữa luộc lần này xong thì các bạn cũng rửa lại măng cho hết mặn nhé và hết nắng nhé. Sau đó mình để ráo nước và mình mới mang đi xào nhé. Lần này mình cũng luộc khoảng 5 phút nhé. Măng rửa sạch rồi đấy. Các bạn thấy khi mà luộc măng xong ấy, măng của chúng ta nó sẽ sạch hơn rất là nhiều. Còn măng để nó có màu vàng ấy thì thường thường là măng chua, măng ngâm ấy. Cái nước đen, cái nước vàng nó gần như là nó hết rồi ấy. Làm này nó rất là đơn giản, thì các bạn lại có một nồi măng rất là sạch ấy và tốt cho sức khỏe. Rồi bây giờ luộc lần hai mình luộc khoảng 5 phút rồi nhé. Và bây giờ mình sẽ đổ ra cái rổ và xả lại nước và để ráo, xả cho sạch cái nước muối đi ấy, và mình để ráo. Sau đó mình sẽ mang đi xào hoặc là nấu canh. Và mình đã xong cái món cách làm sạch măng tươi để nấu mà không lo bị đắng, không lo có những chất không tốt trong củ măng nhé. Đổ măng hay rồi. Có thể mang đi xào nhé, hoặc nấu canh nhé, và cái chế biến các món ăn của măng nhé, rất là đơn giản như vậy thôi. Giờ mình sẽ dừng video ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.